want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, no gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh, đẹp duyên đôi lứa.
rộn ràng rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình, tình kết tái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lên trần che lỏng dạng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lần lần sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình, tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lên trần che lỏng dạng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm quê hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đắm sâu. Nên hai người hưởng mắt vào nhau vậy đấy nhá. Rồi bắt đầu bài đi, vài ba bài đi. Bài. Không.
Cô dâu lui đáng sao thì. Smile!
gian mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Cái đùng anh nghe hai tay lùng bùng, nghi là trúng thiên sát ái tình mà thiệt trúng tùm lum. Nhà anh không có giàu, anh đi xe lèo tèo, em không chở anh bèo, vậy thì ngồi lên xe anh đèo. Đi trên đường băng qua phố phường nhiều vấn vương, đi qua một mùa dài yêu thương. Này anh hát câu yên bình. Mùa xuân hoa nở lung linh đồng sinh, cây đàn trên tay anh đấy, anh đang lên tình ca mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé la 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 la. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đêm mong, đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Kia trong tiếng gió ngân vang
cầm cây đàn trên tay anh đấy, anh đàn lên tình ca mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé, la 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 la. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ sẽ là bao nỗi mong đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Cầm cây đàn trên tay anh đấy, anh đàn lên tình ca mới viết đây tặng em tình yêu nhỏ bé, la 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 la. Love you, aha, kiss you, kiss you. Love you, love you, aha, kiss you, kiss you. Love you, aha, kiss you, love you. Love you. Chuẩn lý một ngày chuẩn lý một giờ nên duyên. Và giờ đó đến bắt tôi xin được thay lời cho chú rể, cô dâu và đời lời cho hai gia đình. Xin trọng kính mời quý vị quan khách gần xa của chúng ta đang còn dạo bước vào đường của quê hương Quảng Thọ yêu thương. Và xin mời chúng ta nhanh chân khẩn trương trở về với hội trường. Một lần nữa xin mời các đồng chí trong ban lễ tân hãy dần khách của quý mình về phía trước đại hoa hải cua trẻ để câu chuyện tình trong năm vót trẻ văn thông và thanh nhạc của chúng tôi chính thức được bắt đầu. Bởi vì hôm nay là lễ thành hôn, hương quê rộn rã tiếng hoàng bi ngọt ngào. Hôm nay trời nhẹ mây cao, ở đâu có cuộc vui nào vui hơn khi tiết trời trong sắc mùa thu, nơi đã có cuộc tân hôn đồng đàn. Và kính thưa toàn thể quý vị gần xa kính mến, hôm nay là lễ thành hôn, cô chị chú bác gần xa đều mừng, làng tên sống dưới tưng mừng, chờ mong hạnh phúc đón mừng tương lai. Và mừng cho gái đà gặp trai, mừng cho gái đà cùng trai một nhà, vui lòng mẹ thỏa ý cha, vui anh vui chị vui ta vui mình. Vậy một lần nữa những người làm chương trình của chúng tôi xin trọng kính mời chúng ta hãy khẩn trương trở về với sân khấu của đôi mặt trẻ và vào phía trong để chọn mình một chồng người thật tuyệt vời để câu chuyện tình trăm năm vót trẻ văn thông và thanh nhàn chính thức được bắt đầu. Ông xã tôi đầy những dàn chào chờ đến tôi mong.
con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Mà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đang quán trời, đây cô dâu là con kỳ chú rể, hai họ cùng chúc mừng năng ly. Đám cưới cô dâu là đẹp, xin như hoa là ba xá tươi, đầy những dàn dao nàng đứng đưa, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Với ngôn ngữ hiện thể, vũ đoàn đến từ nhà tiệc cưới Phú Lành đã mang đến cho quý vị những gì tốt đẹp nhất cho cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, và đó cũng chính là món quà ý nghĩa mà nhà tiệc cưới Phú Lành chúng tôi gửi tới chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Và kính thưa quý cụ, quý mẹ, quý anh, quý chị, quý vị thân thương và các bạn bè về khắp quê hương, quả thực MC chúng tôi đây sinh ra sân cày mà ở nông thôn, ăn học chưa hết mọi môn, lời nói chắc hơn nhưng đã thấy già. Nhưng vì hạnh phúc con cháu của chúng ta, mong quý vị hãy thông cảm để thứ tha cho thật nhiều. Và MC không phải nói nhiều, bởi dáng người của tôi thì không được cao to như anh Long Vũ, và Thanh Vân đây không được quyến rũ như chị Như Quỳnh. Và đặc biệt chúng tôi không phải là người dẫn chương trình hay như nhà báo Lãnh Văn Sâm, nhưng mà rất may mắn hôm nay được trở về với quê hương thị xã Ba Đồn, đất mẹ Quảng Bình, để ghi hình live show và mừng cho chú rể cô dâu. Chúc cho các bạn bạc đầu phu thê, và trong lời nói có gì khiếm khuyết mong quý vị đừng có chê, và về vui với đại gia đình. Cho phép ekip chương trình của chúng tôi, MC Đức Hải, Thanh Vân, nhạc công Trung Hóa, anh viên áo cưới Hồng Kông, âm thanh ánh sáng Hoàng Nguyên, trung tâm dạp cưới Nhật Thành và nhà hàng ẩm thực Phú Lành xin hoan gửi tới toàn thể quý vị chúng ta một lời kính chúc khỏe vui chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, thưa các bạn, dưới muôn vàn điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban tặng riêng cho mỗi một con người chúng ta, thì có lẽ điều tuyệt vời nhất mà con người chúng ta được nhận từ tạo hóa đó chính là một trái tim biết rung động và biết yêu thương. Con người chúng ta theo như quy luật tất yếu của cuộc sống thì mọi cơn sông rồi cũng đổ về với biển. Con người đến tuổi trưởng thành ai cũng có quyền mưu cầu về tình yêu và hạnh phúc. Và kính thưa toàn thể quý vị, đúng là trong năm hai tiếng tô vương, nhìn mấy chữ tình thương dạt dào, thân hôn hai tiếng ngọt ngào, không để quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị chúng ta hãy gác lại câu chuyện riêng tư và hướng ánh mắt yêu thương tuyệt vời về với cổng hoa hôn trường cưới, về với lối đi tình yêu bạn trẻ. Hãy đồng hồ trọng vào tay để chào đón truyền diện của chú rể Nguyễn Văn Thông và cô dâu Thái Thanh Nhạc. Xin mời dâu rể ra chào quan viên, các chào cha mẹ hai bên, xin chào khách quý bạn hiền bốn phương, và xin mời chú rể Văn Thông và cô dâu Thanh Nhàn hãy cùng trong tay dắt nhau lên lâu đài hạnh phúc của mình. Xin chào. This, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful. Tonight, what we have is timeless. My love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in.
a daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I walk her down the aisle. She looks so beautiful. Cô dâu. Về phía họ nhà trai, chúng tôi xin kính giới thiệu và chào đón ông Nguyễn Văn Hắm và bà Lê Thị Miến ở địa chỉ xóm ấp tổ dân phố Thỏ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, là bố và mẹ của chú rể Nguyễn Văn Thông, trưởng nam. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt của quý vị và đón đại diện họ nhà trai. Và kính thưa toàn thể hội hương kính mến, cùng chung tên trên cánh thiệp hồng đến từ mảnh đất 2D khu phố Trừ Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, tình người. Tôi xin trọng kính mời, kính giới thiệu ông Thái Duy Dũng và bà Trần Thị Hà, là song thân của cô dâu Thái Thanh Nhàn, đến từ mảnh đất Đà Nẵng yêu thương. Một tràng vỗ tay của quý vị xin mời. Có đôi lời phát biểu gửi tới quý vị xin mời. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa ban tổ chức và kính thưa bà con tôi cả hai họ, các cụ các mẹ cao niên và toàn thể bạn bè thân hữu từ xa của hai gia đình là hai cháu, tôi xin thay mặt cho họ nhà trai và gửi tới toàn thể ông trường bà con cô bác lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa bà con cô bác hai họ và toàn thể hữu trường, quá trình tìm hiểu của hai cháu và hai gia đình, một sự nhất trí của hai gia đình và chính quyền cấp phép, hôm nay con trai tôi tổ chức làm lễ thành hôn cho hai cháu. Chúc cho hai cháu sức khỏe, hai trăm năm hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Và cùng xin chân thành cảm ơn họ nhà gái quý đường xã xa xôi vượt đèo Hải Vân lấy bay đỉnh núi đã đến với họ nhà gái chúng tôi để làm lễ thành hôn cho hai cháu thành đạt hạnh phúc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể hữu trường mạnh khỏe hạnh phúc thành đạt. Và kính thưa quý vị, đúng là xây dựng kiến thiết mở mang. Hôm nay bên ấy cùng sang rất nhiều đại diện ai họ đã nói đôi điều, không dài, không ngắn, không nhiều nhưng mà rất là hay. Xin mời quý vị một tràng vỗ tay này để chúc mừng. Vâng, và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị gần xa kính mến, hôm nay pháo quý diều hồng hòa ca, hôm nay hai họ núi Thông Sa, hôm nay hai họ núi Lạng Bà Con Tiên để chúc cho dâu thảo dễ hiền, chúc cho lượn nên chuyên cao trầu. Vậy tôi xin trân trọng kính mời hai họ, hai gia đình của chúng ta hãy bước về phía trước, hai con một bước rồi tiến lại gần nhau và cùng bắt tay kết nghĩa thông gia một nhà. Từ đây xin trân trọng kính mời ông sư và chúng ta hãy tiến lại phía trước hai con đi ạ, và cùng tiến lại gần nhau và cùng bắt tay đi ạ, và cùng bắt tay kết nghĩa thông gia một nhà từ đây. Và kính thưa quý vị, chúng ta hạnh phúc non sông hạnh phúc nhà, thắm tình tổ quốc thắm tình ta, thế là hai họ đàn núi Thông Gia, thế là hai họ đàn núi Lạng Bà Con Tiên, chúc cho dâu thảo dễ hiền, chúc cho lưỡi nên duyên cao trầu và ta hồng thắm đường. Từ đây lễ cao duyên mới của cặp quy đường quan thông thanh nhàn chính thức được bắt đầu. Và quý vị ơi, pháo hoa cùng với pháo tay chúc mừng. Xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hướng mắt lên sân khấu trung tâm để chứng kiến những cái thức quan trọng nhất trong ngày cưới của cô dâu và chú rể. Đầu tiên xin mời cô dâu chú rể chúng ta tiến tới thắp bánh để chia sẻ tầng bánh hạnh phúc của mình. Xin mời.
to my life. For all the wrong that you made right. For every dream you made come true. For all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up. Never let me fall. You're the one who saw me through. Through it all. You were my strength when I was weak. You were my yêu của chúng ta và một chàng trai đến từ mảnh đất Quảng Bình đầy nắng và gió thân yêu. Và ngày hôm nay cũng chính là tỉnh mảnh đã đưa hai gia đình chính thức trở thành thông gia. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta một lần nữa hướng mắt lên sân khấu trung tâm để chứng kiến nghi thức uống rượu giao bơi của chú rể và cô dâu. Xin mời chú rể cô dâu chúng ta hãy quay mặt lại với nhau, thắt chặt vòng tay yêu thương và nâng ly rượu giao bơi trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Xin mời. Và tay phải của chú rể thì hãy đặt chéo tay phải của cô dâu. Và chú rể ơi, xin mời chú rể xích lại gần cô dâu thêm một tí nữa. Em cảm thấy anh đang còn xa em lắm. Và kính thưa toàn thể quý vị, đúng là em như một chén rượu đầy. Anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Rượu nồng kết nghĩa phu thê, tình trong một thất bạc nghĩa dài trăm năm. Cảm ơn chú rể cô dâu đã làm nghi lễ uống rượu sau đây. Vâng, và ngay bây giờ xin mời đa diện hai bên chúng ta hãy cùng tiến tới một bước và cùng nâng ly chạm tốt. Chúc mừng ngày phúc trăm năm cho hai con. Chúc mừng cho mối tình thân gia của hai bên gia đình ngày càng kêu sơn chi kỷ. Và quý vị ơi, đúng là Quảng Bình thì đẹp nhất có độc không nha. Ở Huế thì có hư đang ngọt ngào. Và Sài Gòn được cờ từ Hà Tĩnh chết vào. Xin mời quý vị xuất vào ly đá để ta chúc mừng. Và cùng chúc cho trai 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 hạnh phúc vui lập hờ. Gái chừng tương lai đẹp y chồng. Chúc gia đình thông gia mãi mãi bền chặt và cô dâu trăm năm tình viên mãn bạc đủ nghĩa phu thê. Và rất đông kính mời đến từ nhà hàng ẩm thực Phú Lành, hãy mang những món ăn ẩm thực khai vị đầu tiên và cùng dâng lên cho quý vị. Chúc quý vị chúng ta có một tiệc thật ngon miệng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và nếu như uy tín là vàng thì Phú Lành cũng được chọn là nhà hàng đầu tiên
và đã từng phục vụ trên khắp mọi miền. Nay chúc các bạn nên chuyên một nhà và nhà hàng sẽ tặng món quà. Mừng chúc các bạn mặn mà cầu câu và hành nghề ẩm thực đã lâu. Nay chúc các bạn bạc đầu thắm duyên và rất đồng kính mời món quà đến từ nhà hàng ẩm thực Phú Lạnh. Xin trọng kính mời. Và nhà hàng Phú Lạnh thì sẽ tặng món quà mừng cho chú rể cô dâu và mừng cho nhà trai đón được nàng dâu tuyệt vời. Và nàng dâu thì đẹp nét đẹp người. Nay chúc các bạn còn đời đắm say và xin mời quý vị một tràng một tay để chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, nhà hàng ẩm thực Phú Lạnh chúng tôi ngày hôm nay rất là vinh dự đồng hành cùng với những ekip làm chương trình để mang lại sự thành công cho ngày trọng đại của cô dâu và chú rể. Với kinh nghiệm tổ chức tiệc cưới lâu năm, với những thực đơn phong phú đa dạng, với phương châm lo chu toàn, làm chu đáo, đảm bảo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm đã được đông đảo quý khách hàng các tỉnh trải dài trên đất miền Trung tin tưởng lựa chọn và hy vọng rằng sự hợp tác mang lại sự dấu ấn đẹp đẽ cho cuộc đời của cô dâu và chú rể, cho đài gia đình cũng như toàn thể quý vị khách quý có mặt trong ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho đài chương trình xin chúc toàn thể quý vị có một buổi tiệc thật là ngon miệng, vui vẻ và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Và chương trình đại lễ thành hôn của bạn bè của chúng tôi xin được khép lại và xin mời chú rể cô dâu cùng với họ hai gia đình chúng ta hãy cùng ly rượu của mình trở về từng bàn tiệc để đón lấy những lời chúc tốt đẹp nhất đến từ quan viên. Và xin mời quý vị hãy nghỉ trong giây lát, chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút quảng cáo. Hoa đôi nở một giờ không bằng giây phút đợi chờ giao lưu. Trai yêu văn nghệ cho yêu, gái yêu văn nghệ cho đời nở hoa. Sống không tiếng hát lời ca, khác gì trái đất phải lánh xa mặt trời. Hôm nay thật đẹp tuyệt vời trên mái đất của Thọ Đơn, Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình yêu thương. Và đặc biệt tại hội trường dạp cưới 4/5 chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình ca vũ nhạc với chủ đề nhịp cầu tình yêu và âm nhạc. Cùng nhau nghe hát, cùng hát nhau nghe. Và chúng tôi là nhịp cầu nối của quý vị đến với chương trình Dâu Văn Nghệ Mừng Hạnh Phúc Trẻ, Văn Thông và Thanh Nhàn. Vậy cho nên chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố chương trình Dâu Văn Nghệ Mừng Hạnh Phúc Trẻ, Văn Thông và Thanh Nhàn chính thức được bắt đầu. Và kính thưa toàn thể hội hôn kính mến, hôm nay đây trên đất mẹ Quảng Bình chúng ta được ghi hình live show và để mừng cho chú rể cô dâu. Chúc các bạn bạc đầu phu thê. Và để mừng chương trình Dâu Văn Nghệ của chúng tôi, xin mời chúng ta hướng ánh mắt yêu thương tuyệt vời với sân khấu của chúng tôi, nồng nhiệt chào đón món quà âm nhạc đến từ những người làm chương trình của chúng tôi. MC Thanh Vân sẽ đến toàn thể quý vị chúng ta một tình khúc rất tuyệt vời. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin cảm ơn MC rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và lời đầu tiên Thanh Vân xin phép gửi tới quý vị một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất và xin góp vui với chương trình giao lưu nhạc trong ngày hôm nay với một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu, ca khúc được mang tên Thì Thầm Mùa Xuân. Xin mời quý vị chúng ta. Thì
màu vàng. Hát thay người những tràng pháo tay của quý vị. Xin mời các đồng nghiệp cho Thanh Vân một tràng pháo tay để chúc mừng. Vâng, và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và để tiếp nối chương trình sân văn nghệ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời chúng ta trở về với nhà hàng ẩm thực Phú Lành và cùng đồng nghiệp chào đón ba cô gái đến từ vũ đoàn của chúng tôi. Xin gửi đến chúng ta một vũ điệu thần tiên rất tuyệt vời. Xin chào chúng ta đồng nghiệp chào đón ba cô gái với vũ điệu rất sôi động. Xin chào, kính mời.
Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa được thưởng thức một múa diều rất là sôi động đến từ nhà hàng tiệc cưới Phúc Lành chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị đã dành những cô gái xinh đẹp vừa rồi. Thưa quý vị, và tiếp nối chương trình giao lưu nhạc chúc phúc cho cô dâu và chú rể, xin mời quý vị chúng ta đến với giọng ca của anh Đình Lượng, vâng ạ, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quảng Thọ. Xin mời anh với một nhạc phẩm từ trò của mình. Tình yêu đến sắc xuân màu, không còn lo thương
vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã như vậy, em ơi em có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển rộng, gần đôi trời xây thành huyền. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếm buồn anh. Xin trân trọng cảm ơn bóng hoàn tình cảm của anh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, sự hiện diện của toàn thể quý vị trong ngày hôm nay chính là niềm vui, niềm hạnh phúc dành cho đài gia đình cùng với chú rể và cô dâu. Và hiện diện ngay tại khuôn viên trường này, Thanh Vân ví rằng quý vị chúng ta là một bông hoa và cả khuôn trường của chúng ta là cả một rừng hoa. Và ngay từ bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy tiếp tục làm cho rừng hoa của chúng ta tỏa ngát hương bằng những ca từ âm nhạc như vậy. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy chào đón những bông hoa trong rừng hoa chúng ta ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chào đón bông hoa Cathy đến từ nhà hàng tiệc cưới Phú Lành. Vâng ạ, những cô gái rất là xinh đẹp đang rất là tất bật với những món ăn ngon phục vụ tới quý vị trong ngày hôm nay. Và một món quà tình cảm ý nghĩa về tinh thần đó chính là ca khúc mà Cathy mang lại. Xin bắt đầu kính mời đại diện đến từ nhà tiệc cưới Phú Lành chào đón giọng ca Cathy. Vâng, em xin được cảm ơn MC rất nhiều. Và lên ở đầu tiên, các phép em xin được thay mặt nhà hàng Phú Lân xin được chúc quý vị một buổi tiệc thật ngon miệng và xin chúc quý giáo tuyệt vời trăm năm hạnh phúc. Và em xin được rất vui buổi tiệc hôm nay. Bài hát được mang tên Người Từng Mùa Đông, xin mời cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và liên tục với chương trình giao lưu, xin mời quý vị chúng ta đến với ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu. Và ca khúc này qua phần trình bày giao lưu của cặp đôi song ca Thanh và Hiếu. Xin mời. Xin gửi tới cô đơn chủ đề các thể hiện một ca khúc của Cơn Mưa Tình Yêu. Bạn bầu lá xanh xa, nhưng những con đường vắng sương mờ. Tục tuyệt vời trời, cô thu đi mùa thu xa lá. Để đôi mình cứ thế đến bao giờ? Chắc họ ta có hiểu mà. Giây phút khát khao hát cho tình yêu.
trao cho nhau. Giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Chia sẻ clip này lên rộng rãi nha.